I just come back. This is the greatest movie ever. Whoa. Oh, that's so excited. It's so funny. Not again. Oh, God, it's just a movie. That is the best thing ever. I hope I can do that. Oh, hey, come in during the moon. That's so funny. You almost missed that. Oh, look! Right there! Ooh, what is that? Oh, that's just a movie. I fell for that again. Hello, xin chào cả nhà của mình nha. Hello, xin mến chào cả nhà. À, hôm nay là ngày dẫn ba mẹ đi Grand Century Mall. Mẹ. Trời ơi, tội nghiệp không? Chị Khánh Từ đó. Hồi bữa con qua con gặp chị rồi á. Giờ mới ra tay đi chụp hình phổi hay kia nữa. À, bác sĩ hả? Đi tùm lum hết. Ừ. Trời, mệt hả? Mệt hả? Mệt hả? Mệt. Phải không? Ừ, tôi nghĩ khỏe không? Nay khỏe không? Mấy giờ mới về? Hả? Đi dạo vô đây vòng vòng chơi chút đi chị. Dạ, đi. Dạ. Phải kê bà chị đến đây đó. Chị dễ thương lắm, yêu thương gia đình lắm, nên là biết gia đình qua cái là chỉ qua chơi. Thì hôm nay là Ngọc dẫn ba mẹ đi qua Grand Century Mall này để tham quan. À, đằng đây là có một cái chỗ bán bò 7 món nè. Rồi bên đây là triển lãm sành sứ giang tây rồi nè, trong biển rồi nè. Đây có một cái tượng Hưng Đạo Đại Vương. Bây giờ mình đi thẳng vô cái mall trong đây là sẽ có rất là nhiều người Việt mình buôn bán những cái kinh doanh ở trong này. Chánh đang đi đầu xe hả chú hả? Đó, bà thấy mấy chú người Việt ngồi ở ngoài không? Uống cà phê rồi này kia, ăn sáng rồi nói chuyện bạn bè rồi cho vui. Ủa, cái cửa này mở không được? À, cửa này mở được mà. Ở đây có một cái chỗ, cái place bánh mì này nè mẹ nè, cũng có bán bánh mì điều kia cũng ngon lắm. Dạ. Hello, cha chay. Hello, chị chay. Đây cũng có cái nhà hàng hôm nay nè, Palona gì nè, rồi Lê Hạnh Queen bán mấy cái áo vest để ngoài nè cả nhà, phở Phi Long nè, dàn máy karaoke nè. À, ba nè, đây nè ba, mới vừa nói xong nè ba, chương trình ca nhạc chuẩn bị có gì là người ta để ngoài đây nè ba nè, mùa thu yêu thương nè chuẩn bị nè, ngày 15 này là có ca nhạc nè, ca sĩ đó. Linda, Trang Đài, Như Ý, Nguyễn Hồng Nhung. Chứ mình muốn là mình gọi số điện thoại mình mua vé, mình đặt tới ngày mình đi coi. 15 nha. Yeah. Ở đây nè. Ờ, đi mua không? Không, em coi cái mặt của anh ấy. Sao? Hả? Không, em coi tuổi đây nè. Không, vợ đây. Vợ mắt kiến hả? Bà thấy như là người thường, nhưng mà không. Là ba, ta coi nè ba, bán đồ nhìn giống Việt Nam mình không ba? Hả, mua cái chục cha chay mà lại coi mấy cái này là chay lại kẹp đà kẹp bắp liền á. Mua cho nó đi. Thôi quá trời ở nhà luôn chị tay chị Khanh đây. Mẹ mẹ quần áo rồi mẹ. Nè ba, học quạt Zippo rồi ba nè. Đó, học quạt Zippo nè. Có mua tặng ai không? Ba có tính mua quà Zippo tặng ai không? Thôi đi cho khách. Sẵn đây mua luôn. Đó, đồ bộ không thiếu bộ nào đó. Đồ bộ nha. À, rồi giờ mấy cái áo dài rồi trong đó cũng có treo nữa mẹ kìa thấy không? Này cũng có bán cái gì nè. Cho bà chay với bán mặt nè. À, mua chay mặt đó dễ thương ha, mặt đó phơi đa đúng mát luôn ha. Ừ, mua không? Thì mua cho mấy. Thôi thì mày trời ơi nó quá trời. Chay thì thôi đừng có nói tới. Đây nè ba, tiệm bán đá không phải á bốc. Dạ. Với lại vàng. Yeah.
nó đi cho biết, đi cho biết rồi sau này nhắc tới Bắc Cali thì sẽ nhớ tới là Bắc Cali có một cái Brand Century Mall của người Việt Nam mình. Cũng vòng vòng bán trang sức rồi này kia cả nhà. Giờ dạo này thì như có bán thêm mấy cái máy massage nữa nha, thấy chỗ nào để cũng bán để nhiều máy massage nè. Có dạo này cái phim Barbie rất là nổi tiếng nên dựng nguyên một cái chỗ này lên cho anh vô, người ta cho ta chụp hình nè. Barbie. Thêm cái chỗ mà bán trái cây đồ này kia. Chỗ mà bán trái cây đồ này kia nằm chỗ nào ta? Đi thẳng quẹo đâu không ta? Quên rồi, bữa vô đây lẫn quên. Kỳ Trân Jewelry nè, A&L Jewelry nè, Diamond nè, đá nè, tượng mẹ Quan Thế Âm nè. Đúng rồi, bây giờ là đóng cửa nhiều bớt rồi đó chứ ngày xưa cũng mới đầu mới ra đẹp lắm. Đúng không? Dạ. Thầm út lắm. Giờ quẹo đâu chị ơi, quẹo đâu chị Khánh? À quẹo xuống đây hả? Ồ, ngày xưa đây chắc nhà hàng quá hả ta? Không, hay là tiệm gì? Vàng. Ồ tiệm vàng luôn hả chị? Tiệm vàng. Wow. Tiệm vàng Kim Thư. Chị ở đây mấy chục năm rồi chị Khánh? Trời ơi, ở đây hai mươi mấy ba năm rồi ông Trần. Mấy ba chục năm rồi đó. Lần nào cũng lên tiệm. À đây đây đây, cái tiệm này là cái tiệm ông nói đây. Cái tiệm này là lúc nào cũng giữ trụ ở đây là rất là lâu nè ba nè. Bán rồi trà kính thưa các loại khô. Rồi bánh mứt. Rồi đối diện có cái chỗ bán trái cây cũng ngon. Đây nè, khô mực rồi này ba nè. Đó, khô bò ớt rồi này kia. Khô bò miếng nè. Đúng rồi thím, đúng rồi mình ăn chỗ này nè. À, khô bò khô nè, sợi mực nè, xoài tượng ngâm nè, xoài non nè, cốc non nè. Nó mẹ coi thử mẹ, coi không thiếu cái gì hết trơn mày thấy không? Cái bánh này hiện tại đang rất là hot nè, tại vì cái bánh này có thêm trà bông cho mày nữa, con không có ăn rồi ăn cũng được. Ồ. Ok dạ. Có cơm trái trà bông được kìa. Này nhìn cũng ngon không? Bánh tét thịt. Bánh tét thịt nè. Là cái này là khô mực, mực lá chanh, mực bơ tỏi, bánh trắng trộn lá chanh, bánh trung thu nè, thập cẩm chay nè. Ui cho trong đây nhiều đồ lắm. Hai chị này thập cẩm đặc biệt, hai hộp vịt luôn. Bên này với bên này khác nhau hay giống nhau? Khác nhau hả? Cũng bánh in, bánh đồ rồi bánh kẹp nè. Mẹ quê mẹ nè mẹ. Bánh phồng Thanh Long nè, quê mẹ đó, bánh phồng Thanh Long đó. Bánh phồng miền Tây hả? Bánh đậu xanh đồ đó đó. Mua không? Thôi dạ không, thiếp con hỏi vậy thôi à. Hai chị. Này mực con có đầu mà. Nhìn ngon ha. Khô bò trái cây hả? Hồ ngộ ha, khô bò mà nhân trái cây. Khô bò đặc biệt. Khô bò trái cây đặc biệt. Khô bò regional. Khô bò xả vị. Sa tế viên. Tiêu đặc biệt. Này bánh sữa nè. Bánh yến nè. Rồi thực phẩm chức năng rồi này kia. Rồi cái hai bên đây thì có bán những cái quán ăn này cả nhà. Bán gấp điện thoại quá trời luôn. Ồ đây có cháo vịt Thanh Đa nữa nè. Hồi nãy cái bên kia có tiệm trái cây, hồi nãy mới vừa đi ăn. No quá. Với lại nó cũng nào ngay, giờ cũng không có thèm gì hết trơn. Cũng đồ ăn, đồ uống rồi này kia không thèm gì hết. Chứ ngày xưa mà lúc mà chưa có về Việt Nam nhiều á, ba mẹ chưa có đi qua đi lại nhiều á, là lâu dữ lắm mới được qua bên Cali này. Là trời ơi, thấy món ăn nào cũng rất là háo hức để ăn rồi này kia, từ trái cây cho tới đồ ăn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới được qua Cali một lần rồi, đồ ăn Việt Nam nhiều á. Còn bây giờ
thì cũng đỡ rồi. Giờ có mẹ nấu đầy đủ hết trơn nên là cũng đỡ thèm. Rồi thôi bye bye, bye chị Khánh Từ đi. Giờ giữ gìn sức khỏe nha. Rồi ra gặp em vậy để mừng rồi. Ok, bữa nào về gọi nha. Thương, thương ghê đó, gặp vậy thôi được rồi á. Vậy vui rồi. Ủa vậy á? Dạ. Vậy đó cả nhà. Hồi chiến rồi, tháng rồi con mới gặp chị đó. Vậy luôn. Dạ. Ủa mua cao tỏi hàng tháng luôn hả? Có lý vậy ta? Cao tỏi của Chánh á. Mua cao tỏi của Chánh luôn hả? Đến nhà 4 năm lần rồi. Bởi vậy chị mới lấy em đó, em rảnh em cứ tới nhà chị chơi. Nhà chơi đi. Chở tới nó biết. Dạ được. À. Tới hồi nãy là nói để chở Khánh Từ đi về nhà mà cổ không chịu. Không chịu đi xe quay đâu mà. Rồi ok ba. YouTube này ba này. Thấy là mẹ thấy. Ba thấy cái nút bạc của YouTube đang để đâu mà. Trắng vậy. Trời ơi có người đứng ở ngoài đó nữa kìa. Cha ơi, đây nằm ở trên đối diện con đường. Tòa nhà không như con tưởng tượng trong đầu, con chỉ tưởng tượng là cái tòa nhà nhìn giống cái nút YouTube thôi. Ôi cha ơi đó. Đây, đây là một bên của YouTube. Lớn ghê. Ba, cảm giác ba như thế nào nè? YouTuber gia đình chơi chay nè. Gia đình chơi đây là lần đầu tiên ba đi. Lần đầu tiên là ba phải thấy được cái công ty của chỉ nghe thôi. Thì mình làm YouTube chứ mình cũng không biết là cái YouTube này nó xuất phát từ đâu luôn. Nhưng mà hôm nay là mình đã đến đây rồi là mình mới biết là đây là cái trung tâm. Đây là cái trung tâm bộ não của YouTube. Thấy còn đây, còn đây là hai YouTuber gia đình Vũ Tam. Đây còn YouTuber đi không nói với dân. Còn đây gần kia YouTuber gia đình 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 bên kia. Ở đối diện với YouTube là có quán Carl. Quán này bán hamburger hay gì nè. Vòng vòng ở đây toàn là những cái tòa nhà rất là lớn, một nghĩ là của những cái công ty cực kỳ lớn luôn á. Đây đi qua đứng trước YouTube để quay. Ông bà cô chú coi hai anh em đi kìa ha, cặp kè nhau tình cảm ghê. Đó, YouTube nè cả nhà. À đây nè, chỗ này mình dựng đây để mình qua đường nè. Qua đường ngay chỗ đó đó. Chú bấm ngay chỗ đó đi. Không khí trong lành, mát mẻ. Đi ngoài ơi. Rồi qua đường. Không có hẹn hò gì với YouTube hết trơn, đứng chơi vậy thôi. Wow, ở đằng trước cũng có người đứng để chắc hỏi rồi cách muốn đi đâu, làm gì đồ này kia vậy đó. Wow. À, YouTuber gia đình 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 lại hỏi. Ở trên đó cũng có người, hai người đứng ở đó. Không biết mình có được lên đó tham quan hay làm gì không ta. Dạ. Con nói đi, con nói ba vô xin nút vàng. Cái gì? Xin cái nút vàng nhé. Đây kìa ông ngoại kìa, ông ngoại quá vui mừng kìa. Wow, đó. Chưa ba. Đúng rồi, đâu có vô thăm được đâu. Trung tâm của YouTuber nằm ở tại đây. À, mọi người thấy chưa? Hôm nay là đi đến ngay trung tâm luôn rồi cả nhà ơi. Bảo ơi, Ngọc đang đứng trước YouTube của bảo nè bảo ơi. Đó, hai anh em của mình từ hồi nào tới giờ. Con với anh Bảo á là hồi nãy con có nói ba, nếu như mà thật sự mà không có làm cái YouTube này đó ba. Đúng rồi. Thì ông bà cô chú không có ai biết tới mình mà yêu thương gia đình mình đúng nhiều rồi, như vậy. Đúng rồi. Rất là biết ơn YouTube với lại Facebook. Đúng rồi. Nhờ tại vì ngày cách đây 6 năm á thì anh Bảo có nói Ngọc là làm YouTube đi. Nhưng mà Ngọc cũng không có suy nghĩ, không có ấy gì nhiều hết trơn, cũng không biết để làm cái gì rồi làm sao rồi sao. Thì anh Bảo là người đầu tiên, là anh ruột của Ngọc dẫn dắt Ngọc tới. Xong rồi sau đó Ngọc mở được một cái kênh YouTube, là từ hồi nào tới giờ có cái kênh là Hồi Family Cuộc Sống Mỹ, là cái đầu tiên Ngọc làm từ 6 năm trước. Xong rồi anh ruột của Ngọc mới mở ra một cái kênh YouTube là Quỳnh Trí Bảo Family, Quỳnh Trí Bảo, YouTube Quỳnh Trí Bảo. Xong rồi từ từ mới bắt đầu là có là Bình Quỳnh Cuộc Sống Mỹ, là cũng chú ruột của Ngọc, rồi tới bắt đầu là Gia Đình Chú Tám, rồi là Quỳnh Trí Đạt, rồi là Gia Đô Gia ơi. Tất cả mọi người đều nhờ tới YouTube để có thể là được ông bà cô chú biết tới và yêu thương, và yêu thương tới ngày hôm nay luôn. Bắt buộc nó phải đi, bắt buộc để nó đi qua đây, giống như là nó cảm nhận được, nó biết ơn vậy đó. Nó đi qua đây biết ơn. Nếu mà mọi người không biết có để ý hay không, trên cánh tay của anh Bảo ảnh xăm nguyên một cái chữ YouTube ở trên này nè, và ảnh với con lúc nào cũng ngồi nói chuyện tâm sự với nhau thêm. Là rất là biết ơn. Con với anh Bảo cực kỳ biết ơn YouTube. Đúng rồi. Mà hôm nay là đứng được ở dưới trước đây
Nếu ước gì được gặp cái người mà sáng lập ra cái này thì mình đứng mình biên ban ơn biết bao nhiêu cho nói. Cái đó con nói thiệt luôn. Đi lên gặp đi. Chúng ta thấy không? Đi. Cởi áo đưa vợ bận thì dễ gì được vô. Hôm đi lại để lại nhắn vợ với cô đang đứng ngồi đó. Để không để ngồi. Hả? Chúng mới quay luôn đó. Cố ơi. Đó, chúng mới quay đó, chúng mới quay kìa. Được mà, quay đàng hoàng mà, đó, vô nói chuyện đi. Hi my friend. Hi. How long you been working here? Not that long. They can get you in on like a visitor spot. Oh, ở đây thì mình không có được vô ấy, nhưng mà thí dụ như mình có biết ai mà làm việc trong này là người ta sẽ thể cho mình cái thẻ mình có thể đi vô ấy. Nhưng no, we really just, you know, don't really wanna go inside, but you know, I'm a YouTuber, I've been doing it for 6 years, and you know, because of YouTube. Yeah, like over 1 million subscriber, and I just really appreciate all you guys working here. Yeah, thank you so much. Yeah. What's your YouTube? Oh, it's a Hoya family. Hello, YouTube. You're doing great. Yeah. And you guys? Very good, thank you. Great, glad to hear that. What brings you guys here? Well, I have a YouTube channel. Awesome. And I've been doing it for 6 years. And you know, I'm from Florida. Florida. My first time visiting YouTube here. So I really want to come and just look at it and appreciate. Of course. Done? Chú Tám chụp hình với lại anh làm gì ở đây? Bạn á. Bạn đó. Rồi, bye bye my friend. Dễ thương. Vui vẻ nói chuyện dễ thương, làm 5 năm rồi. Anh làm cho YouTube. Mà hỏi anh có chơi, còn anh có cái kênh nào anh nói không, anh mắc cỡ không dám làm kênh. Bye bye friend. Ghé thăm YouTube chút xíu gì cũng vui. Nói chung á, thật ra là để con tâm sự, con muốn tâm sự này nè. YouTube á thì ai làm cũng dễ hết trơn. Chỉ cần tạo ra một cái tài khoản là có thể làm YouTube được. Nhưng mà để thật sự mà mình có thể mà được ông bà cô chú yêu thương và mình có thể làm hoài được hay không á, nó là lại một cái vấn đề khác. Chứ còn ai làm YouTube cũng được hết trơn, cứ tạo ra cái tài khoản Gmail là có thể là làm quay video là làm YouTube được. Đúng rồi. Từ chỗ đó là nỗi niềm của con là xuống sân phân là phải ghé YouTube đúng không? Trời, nãy nói chuyện muốn chạy nước mắt luôn á. Thì có khóc đúng không? Dạ. Cái này Ngọc biết làm sao không? Mình được cái may mắn đó là mình ở đây. Ngọc mình có cơ hội mình tới đây, chứ rất nhiều YouTuber ở trên thế giới đều muốn được tới đây một lần để nhìn thấy nó, nhưng không phải là có điều kiện dễ để có điều kiện đi. Thứ nhất là visa hay là những cái giấy tờ để thủ tục để đi đã rất khó khăn. Đúng rồi. Rồi chi phí để đi qua bên đây cũng rất là lớn. Nên không phải ai YouTuber nào cũng có cơ hội được đi. Nên đây là mình đi này cũng là một cái điểm rất là may mắn. Hai chị em mình may mắn đúng không? Chiều hôm nay là đi về nhà cái mua cá nướng da giòn về nè. Nay có cô Liễu qua chơi. Cô Liễu là bạn của gia đình chú Tám. Hồi bữa có qua nhà cô Liễu ăn bún riêu nè. Này rau nè, để về ăn cá nướng da giòn đó cả nhà. Mẹ còn cái này mẹ làm con phải không mẹ? Mẹ còn chấm, còn con không ăn được cái mắm này. Rồi cái này cái xả nè. Mới qua Cali nhất định phải cho mẹ ba ăn thử cá nướng da giòn. Rất hết luôn cô Liễu. Trời ơi, cái này là xíu đó, đúng rồi. Ăn cậu chị với bé béo. Nè, cái con cày, cái này con cá catfish mà người ta làm nướng nó vậy mẹ. Bữa nào mẹ muốn mua về thì nướng thử, mẹ không biết nướng sao da giòn như người ta. Mình làm nướng giòn. Yeah, không khéo là mệt. Cắt ra cái bẹt cá. Yeah. Đúng không? Cái chỗ này là con sạch là đúng mà nổi tiếng cả món cá nướng da giòn hả chú anh ha. Cái ảnh hồng đó là vừa ngon mà vừa, đó là một trong những tiệm lâu đời của Sao Hai đó. Dạ. Đến bây giờ vẫn còn ngon. Cách đây lúc mà con chưa cưới chồng con là cách đây 9 năm là đã ăn cái này rồi. Cũng tiệm đó luôn. Đúng rồi. Và chú đủ với con Dung mua cho con á. Ừ. À, rồi tới 94, giờ vẫn còn. Chú qua năm 94 chú còn ăn nữa mà. Ủa vậy có lâu đời dữ rồi ta. Chú tiệm này hả? Có lâu đời rồi mà đặc biệt nữa là chỉ là một chủ duy nhất thôi. Trong gia đình người ta tự động làm biết ăn thôi. Chứ nếu chỗ khác. Bà ba mà có cơ hội đi ăn đúng bò 7 món, có bò 7 món ngon. Đúng rồi. Cái này con nói con cá gì? Cá nướng da giòn. Cá nướng da giòn hả? Dạ. Yeah. Con cá đó mình nhớ nhận. Cá mình hay ăn canh chua với ăn kho tộ đó ba. Bành ra gì nè. Cái này chắc mình uống cái rượu ấy gì rồi. Sô chua không? Uống sô chua không? Sô chua không? Hay là rượu tay? Có rượu tay nè. Không, uống sô chua đi. Cũng làm vậy. Để cho đó mình lấy cái ly mình uống cái đó đi.
Mày ăn gì, ăn bún hả? Ăn bún. Trời ơi, ăn cái cuốn da giòn, cái cho biết. Cuốn da giòn, cái cho biết gì vậy? Thôi, này, con uống thử miếng bia không đâu. Em ơi. Cùng lên bò, ngồi xuống đây. Không ăn, nhưng mà... Đứng đây, xuống đây, cùng lên bò, ngồi đây. Ba này cho bún miếng không đổ đây cho ba. Còn miếng để thử cho biết. Có mùi bia. Có mùi bia, uống y như bia luôn, không khác gì hết trơn. Con có nhưng mà chỉ là uống vô là mình không có xỉn. Đúng không? Bởi vì nó nước mà. Dạ, yeah, mà mùi y bia luôn ba. Cái bia là cái hương. Thôi ba đổ ba uống bia này giùm con cái. Không chú, nhưng mà nó là có ngà ngà không? Không. Không ngà luôn hả? Không có độ, không có cái cồn làm sao mà ngà. Uống cho nó vui với mọi người thôi, con hiểu không? Ê, cái này là còn nhẹ hơn bò hút nữa đó. Bò hút nặng hút nữa đó. Bò hút đó, uống ngon hơn coca đó. Uống nhiều say. Ở nhà biết không? Hôm nay mình vợ chồng mình con cái mình qua đây thứ nhất là thăm gia đình chú Tám như cháu ở bên này. Hai nữa ở đây là có hai người em. Hai người em này rất là dễ thương luôn cả nhà. Hai người em này đã là tới từ Việt Nam và đã từng ghé vô nhà của mình ở Sài Gòn hả em ha. Rồi anh em chơi với nhau cũng như là mình bây giờ không có nói gì nữa, mình cũng như là anh em trong nhà luôn. 4 năm rồi hả bà hả? 4 năm rồi. 2019. À cái này là bò lá lốt nè. Bò lá lốt cho nước mắm. Bò lá lốt chay. Bò lá lốt chay. Đẳng cấp. Chưa nếu đó bò lá lốt đâu, không còn bàn nữa đâu là chú Tám thôi chứ. Chuyện gì lại chỉ cũ thì trời ok ba, bây giờ con muốn ba thử mẹ ăn thử luôn mẹ cái đó đó ăn không được rồi, bảy lần cái này đâu có kém rồi đúng rồi đó, nhưng mà ăn này chịu khó ăn tay một cái ờ chịu khó ăn tay đi đó đúng rồi đó. Ừ, trắng này béo ha. Ngon ha. Nó sẽ tới công chuyện với Ngọc rồi. Tới công chuyện con rồi. Tại nghe Ngọc nó khen ngon quá mà. Ngon. Ngọc đi kiếm thịt cho ba lấy thịt nữa. Hả? Lấy miếng thịt nữa đó. Đây. Cái gì đó anh Hồng á, anh Hồng đúng rồi. Vậy hả? Dạ. Tôi gia yêu nhà em. Vậy hả? Thì bánh Hồng cũng lớn ghê ha. Nhà hàng đó nhìn sang trọng lịch sự. Quá lớn luôn. Mấy chị nhóc ăn mấy chục năm rồi cái mùi vị nó vậy à? Rồi đó của bà đó, bà chấm với đó đi. Bún trong cái cà. Ngon ha. Mình xin mời cả nhà ha. Mình nếp bỏ luôn nếp. Không không, để làm đồ ăn của em nữa. Được rồi, anh chị ăn ngon chứ. Được rồi. Em không ăn cái dạ dạ. Nó mới dạ giòn nè. Anh đi, uống đi, uống đi. Ngọt. Ôi. Bỏ bánh đá vào đây coi. Để anh bốn luôn. Tới hết bà, tới hết bà, được rồi. Để nó đẹp em. Ừ, còn mấy kìa. Để cho em mất, để làm gì đó. Vừa hết con. Cá thử vô. Nghe ư. Mẹ ăn đi vô ăn bún mắm nêm nha. À, ba nè, ba nè. Cái này trái xả của ba còn phải bỏ xả vô cái kia nữa kìa. Đúng rồi. Đó, bỏ xả vô đây nè, nó mới đúng. Không mua được cái thịt bò theo đấy chú anh. Rồi, ăn thử. Lắp răng xuống mù. Xuống mù đúng rồi, tới sáng xuống mù quá trời. Cho nên là em nghĩ rồi thôi. Chắc là mấy người thâm thức nổi rồi. Ra đó là uống hết lên á. Trứng rồi, mâm rồi, cá, ủa con cá tươi nữa. Mà ba có cơ hả? Không, một ngày thứ sáu một bộ có cá. Đúng rồi. Hồi sáng dùng cái điện thoại á. Cá đánh cái biển lên đó nha. Mới đánh cái biển lên còn là nó sạch nữa. Ngon ghê không ta? Không, không nổi đâu, tháo anh bố thì làm gì đây nổi. Ngày sáng rồi. Nổi, cho nên em nhìn lại điện thoại em kêu rồi thôi. Gia đình này... Hôm qua mấy giờ mới đi, rồi một giờ mới về dữ vậy? Hoàng nha. Wow, ăn uống no sai ra ngoài mấy chú ngồi chơi ngoài đó, Ngọc vô phòng Ngọc edit video với lại nằm nghỉ ngơi. Mấy bữa nay đi nhiều quá mệt quá cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Mình hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nha. Chào tạm biệt cả nhà mình.